Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Quân ủy Trung ương kiểm tra các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7. Chính ủy quân khu gặp gỡ động viên cán bộ tham gia hội thi toàn quốc pháp luật về dân quân tự vệ năm 2022. Quân ủy Trung ương và Quân khu 7 thăm tặng quà đối tượng chính sách. Linh thiêng đền thờ liệt sĩ Long Khốt. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên của Quân ủy Trung ương đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ. Nội dung gồm kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo khoản 2 điều 30 điều lệ Đảng. Thời gian kiểm tra từ 11 tháng 7 đến 29 tháng 7 năm 2022. Chấp hành chỉ thị số 1147 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tổ chức quán triệt đầy đủ chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch kiểm tra đến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Đảng ủy Quân khu, 28 tổ chức đảng trực thuộc và Đảng ủy quân sự các địa phương, đồng thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, lịch phục vụ đoàn thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, Đảng ủy quân khu, các đảng ủy trực thuộc quân khu, đảng ủy quân sự 9 tỉnh thành phố trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo các văn bản để làm việc với đoàn kiểm tra. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 7 đến thăm, động viên, tặng quà đoàn cán bộ quân khu đang tập trung ôn luyện tại trường quân sự quân khu, chuẩn bị tham gia hội thi toàn quốc pháp luật về dân quân tự vệ năm 2022. Sau 2 tuần tập trung huấn luyện nâng cao các nội dung chuẩn bị tham gia hội thi, gồm thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm, tổ chức bảo vệ đề án, báo cáo kế hoạch, kết hợp điều lệnh đội ngũ, thi bắn súng K-54 bài 1C, Bộ Tham mưu Quân khu đã tuyển chọn 12 thành viên chính thức tham dự là những cán bộ xuất sắc được tuyển chọn qua hội thi cấp quân khu năm 2021 và các lần thi kiểm tra sát hạch sau này. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với các thành viên trong đoàn. Đồng chí Chính ủy quân khu yêu cầu cán bộ dự thi phải xác định đúng mục đích, vai trò, vị trí, ý nghĩa của cuộc thi, góp phần đưa luật dân quân tự vệ vào cuộc sống. Quá trình tham gia hội thi, chấp hành nghiêm quy chế thi, thái độ hết sức cầu thị, trung thực. Mỗi đồng chí cần thể hiện rõ tác phong, tư thế, ngôn phong mạch lạc, bản lĩnh tự tin, tỉ mỉ. Đặc biệt luôn giữ nghiêm kỷ luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Theo kế hoạch, hội thi được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thủ đô Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, quy định hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị, quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. Từ năm 2017 đến năm 2022, công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang quân khu, bám sát nội dung, nguyên tắc, chế độ được xác định trong quy chế, triển khai thực hiện nghiêm túc, hình thức đa dạng, phù hợp thực tiễn, thiết thực, chất lượng. Các loại sổ sách được đăng ký, ghi chép, cập nhật thường xuyên, đúng theo biểu mẫu và hướng dẫn của cấp trên. Các cơ quan đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, linh hoạt, nhiều đổi mới, sáng tạo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện các quy chế quy định của Tổng cục Chính trị gắn với nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề cao vai trò cấp ủy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, thực hiện nghiêm chế độ nền nếp công tác chính trị, xây dựng hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị đầy đủ, sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hướng đến kỷ
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đức, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên và tặng quà gia đình chính sách tỉnh Tây Ninh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đức, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương tật với các thương binh, bệnh binh nặng, đồng thời bày tỏ tình cảm đặc biệt, niềm biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ toàn quân học tập noi theo. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trân trọng cảm ơn sự tận tụy, chu đáo, hết lòng vì thương binh bệnh binh của Đảng ủy, Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đức. Đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất tinh thần cho các thương binh, những người đã mất đi một phần xương máu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 51 phần quà cho các thương bệnh binh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Người có công Long Đức. Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt là nơi lưu dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5, bộ đội biên phòng, quân và dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trong hai giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự thành kính, lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 7, đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Hưng và các tổ chức mạnh thường quân đã chung tay xây dựng ngôi đền thờ Bác Hồ và các liệt sĩ uy nghiêm nơi mảnh đất biên cương Tổ quốc. Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt tọa lạc tại ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Nơi đây lưu dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5, bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương, du kích và nhân dân huyện Vĩnh Hưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam. Trở về thăm địa chỉ đỏ đã thấm đẫm máu xương của bao cán bộ chiến sĩ. Chúng ta càng trân trọng, tự hào truyền thống đấu tranh anh hùng cách mạng của dân tộc và sáng lên niềm tin, hy vọng về sự phát triển nơi vùng biên Tổ quốc. Tháng 6 năm 1972, trong chiến dịch tấn công tổng hợp nhằm phá vỡ tuyến ngăn chặn của địch ở trung tâm Đồng Tháp 10, Sư đoàn 5 được Quân ủy, Bộ Chỉ huy miền giao nhiệm vụ tiêu diệt chi khu Long Khốt, giải phóng một số quận, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng nổi dậy. Trung đoàn 174, lúc đó mang phiên hiệu Trung đoàn 2, là lực lượng chủ yếu của Sư đoàn 5 tấn công chi khu quân sự Long Khốt. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, ta không nhổ được căn cứ địch, lực lượng của ta bị tiêu hao nặng. Tiếp đó, trong chiến dịch mùa khô 1973-1974, Trung đoàn 174 lại được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt chi khu Long Khốt. Từ đêm 28 tháng 4 năm 1974, các đơn vị của ta chiếm lĩnh trận địa, bắn phá các mục tiêu trong chi khu Long Khốt. Bị đánh quyết liệt, nhưng tiểu đoàn 502 biệt động Quân ngụy vẫn ngoan cố chống trả và yêu cầu không quân cùng pháo binh từ Gò Măng Đa và tiểu khu Mộc Hóa chi viện. Sau một ngày chiến đấu ác liệt, giành nhau từng tấc đất với địch, ta đã giải phóng được chi khu Long Khốt, mở toang cánh cửa cho đại quân tiến về đồng bằng sông Cửu Long. Để có chiến công ấy, riêng tại khu vực Long Khốt, Thái Trị, Măng Đa, hơn 1.110 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 đã hy sinh. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ. Thực tế, Long Khốt không chỉ thấm đẫm máu xương của bộ đội sư đoàn 5 thời kỳ chống Mỹ, mà trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978 đã có biết bao cán bộ chiến sĩ công an vũ trang, nay là bộ đội biên phòng tỉnh Long An, bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân huyện Vĩnh Hưng hy sinh. Ác liệt nhất là trận đánh 43 ngày đêm bảo vệ đồn Long Khốt diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 1978. Cán bộ chiến sĩ đồn Long Khốt đã kiên trì bám trụ, phối hợp các lực lượng vũ trang địa phương, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Lúc bây giờ là chỉ có 49 anh em, mà địch thì rất đông, cho nên là nó bao vây cái đồn này, nó quấn suốt là 40 mấy ngày đêm á. Nhưng mà được lệnh của cấp trên, bằng mọi giá phải giữ cho được cái đồn Long Khốt. Nên anh em tôi mới kiên quyết là cái tinh thần dũng cảm của anh em bám trụ cho bằng được.
thì mình cứ phòng ngự là nó tấn công là mình phản kích. Phải nói là có ngày nó phản kích mà nó xung phong vô đồn này là hàng chục lượt ấy mà. Nhưng mà mình phải chống trả thì nó lùi ra. Lùi ra rồi thì tiếp tục nó tấn công thôi, vì nó đông gấp 10 lần quân mình mà. Trong đồn mình á. Cho nên là lúc cái chơi giờ là mình đâu có là xuất kích, mà chủ yếu là phòng ngự thôi. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, mỗi tấc đất, gốc cây, ngọn cỏ tại khu vực Long Khốt đều thấm đẫm máu xương của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7, bộ đội biên phòng Long An và nhân dân địa phương. Tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, mà còn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7, bộ đội biên phòng tỉnh và các cựu chiến binh trung đoàn 174, sư đoàn 5. Với tâm nguyện phải xây dựng ngôi đền linh thiêng, uy nghi, xứng tầm với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng và lãnh đạo tỉnh Long An đã có kế hoạch mở rộng diện tích, đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cầu mới Long Khốt và cơ sở hạ tầng dẫn vào khu di tích. Nhiều tổ chức doanh nghiệp mạnh thường quân đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng giai đoạn 1 khu di tích lịch sử quốc gia Long Khốt. Sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, rồi các đơn vị của sư đoàn 5, rồi các đơn vị của sư đoàn 8 của khu 8, rồi bộ đội biên phòng, biên Long Khốt, rồi bộ đội địa phương, du kích, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ khác của các đơn vị khác nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử, cũng như nhiều đồng bào ta đã hy sinh trên chiến trường này. Từ sự xúc động đó, tôi cảm thấy rằng mình phải có một sự đóng góp như thế nào để góp phần thúc đẩy cái khu di tích được sớm hình thành. Trao đổi với anh Bùi Thanh Trúc, một cựu chiến binh và đồng thời cũng là một sĩ quan của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, anh đã trở thành một danh nhân thành đạt, nhưng mà tấm lòng của anh luôn luôn hướng về liệt sĩ với sự tri ân rất sâu sắc, không một chút đắn đo. Anh đồng hành cùng chúng ta hình thành cái khu di tích cấp quốc gia, đó là đền Long Khốt mới đẹp, uy nghi, để tỏ rõ lòng biết ơn của chúng ta đối với các liệt sĩ đã hy sinh. Các hạng mục công trình của khu di tích gồm đền thờ liệt sĩ, cổng tam quan, miếu thờ, nhà khách, nhà lục giác, nhà ăn, các công trình phụ, tường rào, sân đường nội bộ, bãi xe, hệ thống cây xanh, v.v. Trong đền thờ liệt sĩ, hiện đã khắc ghi hơn 4.000 liệt sĩ trên các bảng đá hoa cương và tiếp tục cập nhật thông tin các liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực đồn Long Khốt. Công trình hoàn thành thỏa lòng mong mỏi của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Từ nay, anh linh của các liệt sĩ luôn được các thế hệ đời đời ghi nhớ. Đền thờ liệt sĩ, di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt là một công trình vừa mang ý nghĩa về lịch sử, về chính trị, về văn hóa và nhân văn sâu sắc. Là một cái địa chỉ đỏ để giáo dục cho các thế hệ về truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh dân tộc, và là nơi mà ta uống nước nhớ nguồn, điểm nhấn để phát triển cái văn hóa xã hội của cái huyện Vĩnh Hưng nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt sẽ hòa cùng hệ thống các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nơi đây chính là biểu tượng của lòng yêu nước, của bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Bế mạc hội thi kỹ thuật xe máy tăng thiết giáp. Chuyện tăng gia của bộ đội Việt Nam trên đất bạn Campuchia. Quân khu 7 sức bật từ nghị quyết 382. Cục Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức bế mạc hội thi kỹ thuật xe máy tăng thiết giáp năm 2022. Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Thủ trưởng các cơ quan quân khu đến dự.
Sau 11 ngày chấm thi tại các đơn vị, hội thi kỹ thuật xe máy tăng thiết giáp năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp và đạt yêu cầu đề ra. Trong quá trình tham gia hội thi, các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy chế, hướng dẫn của ban tổ chức, xây dựng củng cố đầy đủ các hạng mục trong khu kỹ thuật, hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý đầy đủ và được ghi chép cập nhật thường xuyên. Các loại xe ô tô, xe tăng thiết giáp được sửa chữa đồng bộ theo quy định. Qua hội thi, chất lượng và độ tin cậy của vũ khí trang bị kỹ thuật được nâng lên, hoạt động ngày kỹ thuật đi vào nền nếp, trình độ khai thác các trang thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng được củng cố. Nhận thức về điều lệ công tác kỹ thuật xe máy, tăng thiết giáp, luật giao thông đường bộ và cuộc vận động 50 được tăng cường. 100% đơn vị địa phương tham gia hội thi đạt giỏi các nội dung thi kỹ thuật xe máy tăng thiết giáp và đạt tiêu chuẩn xe máy tăng thiết giáp tốt. Từ nhiều năm nay, cuộc quân khu 7 đã thực hiện tốt cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50. Thì các đơn vị đã triển khai, quân khu đã triển khai về thực hiện, các đơn vị đã thực hiện tốt những công việc đảm công tác đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Do đó là năm nay thì như mọi năm, quân khu 7 là những hội thi của toàn quân, thì quân khu 7 đều tổ chức hội thi cấp cơ sở để cho các đơn vị trong toàn quân đều tham gia hội thi cho nó đầy đủ chất lượng và đảm bảo được địa phương và chỉ huy ủng hộ. Bế mạc hội thi, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng cờ và bằng khen cho 15 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba nội dung thi kỹ thuật xe máy và kỹ thuật tăng thiết giáp và khen thưởng 14 cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi. Với phương châm đóng quân ở đâu, đẩy mạnh tăng gia ở đó, cán bộ chiến sĩ các đội chuyên trách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Campuchia vẫn tổ chức gieo trồng, chăm sóc rau xanh. Sản phẩm từ tăng gia còn là quà tặng ý nghĩa cho bà con nơi đây. Đội K71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh là một trong 4 đội chuyên trách của quân khu 7 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Campuchia. Ngoài việc được tiểu khu quân sự tỉnh Bên Thi Minh Chay tạo điều kiện về chỗ ở, đội còn được cấp đất để quy hoạch khu tăng gia sản xuất với diện tích gần 1.000 m². Đội đã tổ chức trồng đủ các loại cây ăn quả như bầu, mướp, rau muống, cải xanh, mồng tơi, rau gia vị. Theo cán bộ chiến sĩ ở đây cho biết, để trồng được những luống rau tươi tốt như bây giờ, họ đã phải tốn công sức gấp 3 lần so với trồng ở Việt Nam. Từ khâu cải tạo đất, loại bỏ rất nhiều lớp đá bên dưới, chăm sóc tưới tắm cho cây từ khi còn là hạt giống, vượt qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở Campuchia. Trước khi mà đi làm nhiệm vụ đi quy tập thì chúng tôi phải tưới một lần vào buổi sáng, buổi trưa sau khi ăn cơm xong chúng tôi cũng phải tưới một lần nữa để cho đau nó không bị héo gì, vì buổi trưa rất là nóng. Buổi chiều chúng tôi còn phải tưới một lần nữa để cho đau nó tươi tốt. Nhưng mà vấn đề khó nhất đối với chúng tôi là nguồn nước ở đây. Nước ở đây rất là hiếm và rất là ít. Nên là để mà có được thành quả mình vừa tham gia như ngày hôm nay thì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Với đặc thù từ chỗ ở đến các vị trí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ rất xa, có nơi từ 50 đến 60 km, nên hàng ngày các thành viên đội K71 phải thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị vật chất, trang bị, ăn sáng cho kịp thời gian hành quân. Do đó, quỹ thời gian cho công tác tăng gia sản xuất hạn chế. Các thành viên trong đội phải thường xuyên phân công nhau, tranh thủ ngoài giờ, kể cả ban đêm, để chăm sóc cây trồng. Từ các sản phẩm tăng gia sản xuất vừa giúp đơn vị bảo đảm lượng rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày, đồng thời là món quà tặng đầy nghĩa tình của bộ đội Việt Nam cho bà con nhân dân nước bạn trên địa bàn đơn vị đứng chân. Ngoài cái nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị xác định công tác tăng gia sản xuất là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ngoài để đảm bảo là đưa vào ăn thêm cho cán bộ chiến sĩ phục vụ trong thời gian tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như đây nhằm tuyên truyền đồng viên trao đổi kiến thức về công tác tăng gia sản xuất để tạo điều kiện cho các bà con của nhân dân Campuchia đây học hỏi, tạo sự đoàn kết thống nhất cũng như tạo sự niềm tin, rồi là xây dựng cái hình ảnh của bộ đội Việt Nam đối với nhân dân cũng như lực lượng vũ trang của Campuchia.
sau hơn 21 năm, hết mùa nắng lại đến mùa mưa, qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các đội chuyên trách của quân khu 7 vẫn thầm lặng đi tìm đồng đội khắp các phum, sóc, bản làng, đỉnh núi, dòng sông và những cánh rừng hiểm trở trên đất bạn Campuchia. Mỗi nơi các anh đến sống và làm việc, tinh thần ý chí quật cường không chùng bước trước mọi khó khăn của bộ đội Việt Nam lại được phát huy. Đơn giản chỉ từ những luống rau xanh đã vươn mình trong nắng gió, khẳng định tình nghĩa Việt Nam Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cho những anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sớm được trở về đất mẹ yêu thương. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau 15 năm thực hiện nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy Quân khu 7 với sự nỗ lực, trí tuệ và trách nhiệm cao đã có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, đột phá, tạo nên sự chuyển biến, tiến bộ mạnh mẽ về công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tiếp nối truyền thống tự hào của quân và dân trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Trở lại thời điểm trước năm 2008, công tác kỹ thuật còn nhiều bất cập. Khối lượng vũ khí trang bị kỹ thuật lớn, hệ số đồng bộ, hệ số kỹ thuật thấp, hệ thống kho tàng từ cấp chiến dịch đến cấp chiến thuật chưa đảm bảo. Các cơ sở sửa chữa chưa hoàn thiện, cơ sở huấn luyện kỹ thuật còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật còn thiếu, trình độ hạn chế, ngân sách bảo đảm kỹ thuật hàng năm còn hạn hẹp. Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương được ban hành đã tạo sức bật, khí thế mới trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quân khu 7. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Thấm sâu lời dạy của Bác, ngành kỹ thuật đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy quân khu đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Ngành kỹ thuật đã xây dựng và thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành kỹ thuật quân khu giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn 2030, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Trong 2 năm qua, sự khốc liệt và những đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn chưa thể nguôi ngoai. Lúc cao điểm bùng dịch, trên mọi ngã đường hướng về các vùng tâm dịch, từng đoàn xe của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu 7 với nhiều chủng loại, chở bộ đội, nhu yếu phẩm, rau xanh, củ quả, vật tư y tế đến kịp thời giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch. Cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn sư đoàn luôn xác định công tác kỹ thuật là nhân tố quan trọng để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nói chung cũng như của sư đoàn nói riêng. Nên trong những năm qua thì sư đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết 382. Thì sau 15 năm thực hiện nghị quyết 382 thì tình hình cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị kỹ thuật và nề nếp công tác kỹ thuật của sư đoàn được nâng lên rõ rệt. 15 năm qua, vượt lên những khó khăn vất vả và đặc thù của nghề nghiệp, bằng sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, quán trị thực hiện cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Ngành kỹ thuật quân khu đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Là đơn vị kỹ thuật binh chủng, nữ đoàn được trang bị số lượng rất lớn xe máy trang bị kỹ thuật, nên công tác đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Hệ thống nhà kho và hệ thống bảo quản các xe máy trang bị được đầu tư cơ bản, ngăn nắp, an toàn tuyệt đối. Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của nữ đoàn được đào tạo, huấn luyện cơ bản và qua hoạt động thực tiễn đã phát huy tốt khả năng, tính năng, kỹ chiến thuật của xe máy, vũ khí trang bị. Nét nổi bật 15 năm qua, ngành kỹ thuật quân khu đã thực hiện tốt các quy định của Bộ Quốc phòng về đảm bảo trang bị kỹ thuật, điều chỉnh bổ sung,
quy hoạch vũ khí trang bị kỹ thuật của quân khu đến năm 2020, tầm nhìn 2030, chủ động nguồn vốn quân khu kết hợp huy động ngân sách địa phương, mua sắm, bổ sung trang bị hiện đại, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, vũ khí tự tạo. Qua đó đã nâng cao hệ số trang bị súng pháo tăng, khí tài, xe ô tô, nâng cao khả năng đảm bảo trang bị cho lực lượng vũ trang quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp thì phương tiện xe máy ở trong trung đoàn thì được bộ, một số thì đã được đi yên hóa. Thì điều này thì làm cho anh em lái xe chúng tôi thì trên những cung đường công tác thì thêm phần an tâm tin tưởng vào phương tiện của mình, cũng như là trong quá trình công tác thì chúng tôi đã tiết kiệm rất là nhiều lượng nhiên liệu, đó cũng góp phần rất là lớn để chúng tôi nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ vận tải. Thấm nhuần lời dạy của Bác, vũ khí đạn dược là tài sản của nhà nước, của nhân dân. Ngành kỹ thuật quân khu cùng các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, đồng bộ vũ khí, phương tiện, trang bị khí tài, sửa chữa nâng cấp trạm xưởng, điều chỉnh dồn dịch hệ thống kho trạm bảo đảm chính quy, thống nhất. Qua đó góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị, phương tiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Do điều kiện đặc thù của Côn Đảo là xa đất liền, vũ khí trang bị kỹ thuật và đạn dược của huyện đa dạng về chủng loại và nhiều về số lượng. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện hầu hết đóng quân ở ven biển và trên núi cao, do đó sẽ chịu sự tác động của môi trường khí hậu biển và độ ẩm cao, do sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo quản và cũng như chất lượng của vũ khí trang bị kỹ thuật đạn dược. Thì huyện ủy, ủy ban nhân dân thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang huyện, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Hàng năm trích một phần kinh phí cho lực lượng vũ trang để đảm bảo thực hiện cái công tác kỹ thuật nhằm để sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382 của lực lượng vũ trang quân khu 7, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 382 Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết 382 của Đảng ủy quân khu 7 trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu quân khu 7 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những khâu đột phá, có nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về công tác kỹ thuật ở tất cả các cấp, trong đó ưu tiên công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Ngành kỹ thuật quân khu trong thời gian qua còn thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Toàn quân khu có 3 đề tài và 112 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó 16 sáng kiến được công nhận cấp toàn quân. Đặc biệt, với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình, trong quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Campuchia, ngành kỹ thuật quân khu đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu giúp bạn Campuchia nhiều hoạt động về công tác kỹ thuật như bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe tăng thiết giáp, pháo các loại, huấn luyện công tác kỹ thuật, xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp, tặng vật tư, xăng dầu. 15 năm qua, nối tiếp nhiều thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật đúng phương hướng của nghị quyết đề ra. Từ kết quả, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu xác định phương hướng tiếp tục lãnh đạo triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật mà Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định cùng với các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã được xác định cụ thể trong nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Quân khu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng ngành kỹ thuật tinh, gọn, mạnh theo tinh thần nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, thực hiện tổ chức quân đội nhân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. 15 năm thực hiện nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, khó có thể nói hết những dấu ấn bứt phá về công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang quân khu 7. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người lính kỹ thuật miền Đông hôm nay đã kế thừa truyền thống hào hùng, tự lực, tự cường của bao lớp cha anh,
tiếp tục hiến dâng lòng nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Tin tưởng rằng, với kết quả đạt được và những bài học sâu sắc từ thực tiễn thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tiếp tục lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết 382 ngày càng chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Quân khu 7 ngày hôm nay. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.baoquanhkhu7.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!